Đức kiểu mới cho smartphone. Tại thời điểm hiện nay, Samsung có thể được coi là nhà sản xuất có nhiều ý tưởng nhất trong việc thiết kế phần notch trên màn hình smartphone, từ dạng tai thỏ truyền thống cho tới giọt nước, khoét lỗ. Theo Let's Go Digital, Samsung mới đây đã vô tình để lộ bằng sáng chế mới của họ với cách bố trí phần notch được gọi là thế hệ tiếp theo của notch display. Theo đó, thiết kế mới sẽ có phần camera selfie phía trước được đục lỗ cùng với một đường nối nhỏ lên viền trên của máy. Thiết kế này thay đổi đôi chút so với kiểu màn hình đục lỗ trên các dòng sản phẩm hiện nay. Một số nguồn tin cho biết Samsung cũng sẽ đặt camera đục lỗ ở phía bên trên bên trái đối với các thiết bị sử dụng tấm nền LCD như dòng Galaxy M và phía bên phải đối với màn hình AMOLED của dòng Galaxy A. Riêng với các dòng flagship trong năm 2020, Samsung nhiều khả năng sẽ tiếp tục sử dụng thiết kế Infinity O giống như đối với Galaxy S10 hay Galaxy Note 10 và sẽ chỉ áp dụng thiết kế tràn viền toàn phần trên các dòng smartphone cao cấp vào năm 2021. Bên cạnh đó, nguồn tin dò dỉ cũng tiết lộ Galaxy S11 sẽ được trang bị cụm 4 camera sau, với camera chính độ phân giải lên tới 108 megapixel tương đương dòng Mi Mix Alpha mới ra mắt.